Xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn Giá vàng thế giới biến động không ngừng Nhưng biên độ dao động trong vùng hẹp Và vẫn chưa tìm được hướng đi rõ ràng Ngẫn cản tâm lý 1.800 đô la Mỹ một ao Vẫn là một thách thức lớn đối với giá vàng Cuối tuần này Mỹ sẽ công bố dữ liệu lạm phát trong tháng 11. Các nhà đầu tư trông chờ số liệu này để đánh giá kế hoạch của Fed đã đưa ra trước đó về vấn đề chính sách tiền tệ. Là tại thị trường trong nước, giá vàng phiên hôm qua, mùng 8 tháng 12, tiếp tục nối dài đà giảm khá mạnh sau nhiều phiên trước đó tăng không kiểm soát. Tuy nhiên, giá vàng miếng vẫn đứng vững ở trên mức 61 triệu đồng một lượng. Nhưng Mức chênh lệch ở cả hai thị trường trong nước và thế giới được rút ngắn chỉ còn trên 11 triệu đồng lượng. Theo đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SEC niêm yết chiều mua vào ở mức 60 triệu 400 000 đồng một lượng và ở chiều bán 61 triệu 100 000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng SEC là 700 000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji Niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 60 triệu 300 000 đồng một lượng và chiều bán 61 triệu 100 000 đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng Doji mua vào tại mức 60 triệu 400 000 đồng một lượng và chiều bán 61 triệu 050 000 đồng một lượng. Tranh lệch giá giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji hiện tại từ 600 cho đến 800 000 đồng một lượng. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới sáng nay thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 hiện đứng tại mức 1.782,7 đô la Mỹ. Đồng tiền điện tử Bitcoin cũng đang giao dịch ở quanh ngưỡng 50.500 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đứng tại mức 95,956 điểm. Lợi suất kho bạc của Mỹ đã vọt lên mức 1,528% một năm. Giá dầu thô thế giới duy trì ở trên ngưỡng 72 đô la Mỹ một thùng. Bên cạnh việc mức giá suy giảm của thương hiệu vàng SJC tại hai thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giá vàng miếng tại các tổ chức và một số ngân hàng cũng niêm yết với mức giảm tương tự. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn tại Phú Quý SJC có mức giá ở chiều mua 60 triệu 500 nghìn đồng một lượng ở chiều bán, 61 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tiến Minh Châu có mức giá ở chiều mua 60 triệu 510 nghìn đồng một lượng ở chiều bán 60 triệu 990 nghìn đồng một lượng. Tại cơ sở Mỹ Hồng STC có mức giá ở chiều mua 60 triệu 400 nghìn đồng một lượng ở chiều bán 60 triệu 800 nghìn đồng một lượng. giá vàng SJC tại một số ngân hàng tại ngân hàng Eximbank mua vào tại mức 60 triệu 350.000 đồng một lượng ở chiều bán 60 triệu 850.000 đồng một lượng tại ngân hàng ACB có mức giá ở chiều mua 60 triệu 400.000 đồng một lượng ở chiều bán 61 triệu đồng một lượng tại ngân hàng SCB mua vào tại mức 60 triệu 550.000 đồng một lượng ở chiều bán 60 triệu 950.000 đồng một lượng tại ngân hàng TB Gold có mức giá ở chiều mua 60 triệu 400 000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 61 triệu 050 000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chính những nhà các tỉnh thành ở chiều mua có mức giá niêm yết từ 60 triệu 370 000 đồng một lượng đến 60 triệu 420 000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá từ 61 triệu 100 000 đồng một lượng đến 61 triệu 150 000 đồng một lượng. Giá vàng bố số 9 vàng nét trang SJC Nhận bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ Ở chiều mua hiện đứng tại mức 51 triệu 700 000 đồng một lượng Chiều bán 52.400.000 đồng một lượng. Vàng đi trang 4 số 9 ở chiều mua đứng tại mức 51.400.000 đồng một lượng, chiều bán 52.100.000 đồng một lượng. Vàng đi trang 24K ở chiều mua có mức giá 50.484.000 đồng một lượng, chiều bán 51.584.000 đồng một lượng. Vàng đi trang 18K ở chiều mua có mức giá 37.229.000 đồng một lượng, chiều bán

Mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, tuy dòng tiền dồn vào chứng khoán quốc tế nhưng giá vàng của thế giới vẫn tăng. Khi thị trường dồn sự chú ý vào dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này và tình hình địa chính trị toàn cầu sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu thô kể từ đầu tuần vẫn đang nâng đỡ cho thị trường kim loại quý. Mặc dù tăng trở lại, nhưng vàng vẫn chịu áp lực giảm giá trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường dồn vào cổ phiếu quốc tế, giới đầu cơ tranh thủ lướt sóng vàng nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Cố vấn y tế của Mỹ, Anthony Fauci, vừa đưa ra khẳng định rằng mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron có thể sẽ thấp hơn nhiều người lo ngại. Nhận định mới về biến thể Omicron cũng đã khiến cho kỳ vọng về nền kinh tế của Mỹ tốt hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ còn tiếp tục chịu ảnh hưởng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép đẩy nhanh tiến độ thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng nghĩa với việc lượng tiền mặt cung ứng ra thị trường sẽ giảm mạnh. Bên cạnh đó, lãi suất cơ bản có thể sẽ tăng vào giữa năm 2022. Khi đó, đồng đô la Mỹ sẽ tăng giá, tạo áp lực lên giá vàng. Diễn biến trên thị trường cho thấy giới chuyên gia đặt ít niềm tin vào giá kim loại quý trong ngắn hạn. Giá vàng thế giới khó có biến động lớn khi báo cáo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ chỉ ra mối quan tâm của nhà đầu tư đối với kim loại quý đã sụt giảm mạnh. Nhiều người đã giảm vị thế mua do giá vàng không giữ được ở trên ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ao. Ông Nick Casey, nhà phân tích của hãng kinh doanh vàng Thụy Sĩ cho biết thị trường đã chứng kiến 5 triệu ao vàng bị bán ra trong 2 tuần vừa qua. Một thông tin trên thị trường đang được chú ý đó là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và Tổng thống Nga ông Putin bất đồng trong vấn đề Ukraine khi quân đội Nga đang tập trung gần biên giới Ukraine và Nga. Báo cáo chỉ số giáo tiêu dùng của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 12. Đây là thông tin có thể sẽ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Phép trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào ngày 14 và 15 tháng 12 tới. Các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe và luôn luôn thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.